Ghê vậy sao, chấp hai kill luôn ghê vậy sao. Chết. Trời ba, hai ngày rưỡi không chơi game, cầm vô chỗ lão quá này mà. Về nhà không có chơi game, cầm vô chỗ lão quá. Này game đầu tiên luôn á, cầm chỗ lão quá. Ô ô ô gì vậy? Thôi về game đi em ơi. Ơi, về game đây, về game đây. Bích hộ gia su, bích hộ gia su mà chết ghiêu, tự ném vô đầu. Thôi đi ra lên nè, cắm mắt đi ra lên nè. Chạy ra đây. Sao? Vì sao phóng lao đời. Nó lết tên tục vậy. Căng dính trái. Ôi ôi kè này mà cấp 1 ông không kéo luôn chứ. Cũng hiền như măng cục. Mình chơi mấy kè này là mình không có để nó phạm hòa được nè. Mình đánh mấy kè này mà mình để nó phạm hòa là mình quýt sai chất tướng rồi đó. Đúng rồi, kéo cái đầu nó. Đúng rồi, thì đốt nó luôn. Hay quá, chết nè. Hay. Đây luôn. Đẩy vô đây luôn. Đẩy vô cấp 3 đây luôn. Lên kéo nè, kéo trúng chết luôn nè. Cười vậy. Rồi, giờ luôn, đi lý xuống. Giờ luôn, rớt ghiêu luôn. Chạy luôn. Trốn. Lúc đầu lô máu tôi kéo không được. Ai ông không biết thế á. Ông không biết chức tướng á. Chứ ông đứng nghe bụi này, mấy tôi chỉ mấy ông trên Outlet này chỉ một lần thôi nha. Mấy ông trên Outlet, mấy ông gặp Kama, Vinh Nam, mấy ông này á. Mấy ông đứng trong bụi cho tôi. Một cái máy quét lên. Xong mấy ông đi từ đây, đi thẳng qua đây. Kéo vào đầu nó. Là nó ngủm. Đó, đứng nào lết đúng rồi, đứng ngay chỗ đó, bật cái máy quét lên. Nếu mà nó cắm mắt. Xong chạy hẳn lên kéo cái đầu nó, sao mà nó bóc máu được. Bật hai kiều trước rồi, gíp nhiều, nó muốn đấm mình đó. Đó, bật máy quét lên. Ủa, chưa có. Bà này tuy là gíp nhiều nhưng mà đánh vẫn win nha. Trời ơi, chết. Lụm. Cắt vậy. Ôi ông Gray không cản kia về vậy, kia về luôn rồi. Ông Gray phải đứng đây cản nó chứ. Xong chạy vô đây nó chết rồi. Khá là hiền nha. Lỡ hụt thì sao, hụt thì thôi, sao đâu. Hụt thì thôi, không bị bốc máu á. Ý là mấy ông chỉ bị bốc máu khi mấy ông đứng ở ngoài, mấy ông để tôi quy á. Chứ ông đứng trong bụi bật cái máy quét lên sao thấy được. Chẳng lên quy. Tầm này có Nelly với boss mình cần 3 được. Bên kia nó không có CC. Mình có đam, quýnh bình thường là chết. Blessing chỉ là vô tình. Ừ. Một cái ghiều. Ghê vậy. Đây. Nó xài G rồi, hết rồi. Giờ này mà LB xuống thì đã chết. Đứng xuống mà. Yes sir. Không biết nè. Này, cái gì biết chơi đấy. Gặp đời khó. Rồi ăn con xe đi, ăn con xe giá nha. Nha. Nè. Nè, phá mắt là chết á. Rồi, bên kia tròn. À, sắp bỏ nhà đi bụi. Đi ra để chết quá, ta bỏ nhà đi bụi. Ơi, 18 giây. Có G rồi. 13 giây. 10 giây. 6 giây. Rồi, tôi nói thằng Vinh Anh nó không chết với tôi thôi chứ. Trời ơi, không kịp luôn cơ. Hay dạ. Trời. Dễ thương. Gì vậy, giờ lại bơi xuống hả? Hay dạ. Nó xe chạy nè. Chạy nè. Cơ đơ cao tơ cái đúp nó luôn á. Chạy thẳng về. 3, 2, 1, lát. À, LB hay vậy. Ai bóp. Ông E nó. Nó chứ ông Quy nó. Chứ ông Quy nó. Nó đúp về. Lấy gì chúng. Ôi ông suy nghĩ đơn giản luôn hả. Suy nghĩ là kiểu kéo cái là LB nó xài đúp rồi. Nó không bấm đúp về luôn hả. Còn LB phải đó mà nó ăn kéo thì tôi không biết nên. Không có gì để nói nữa. Nó thấy cái kéo chúng mình nó mới đúp về chứ. Mình nghe mình counter chưa đúng không mà. Rồi. Khoan cái đầu nó. Chết chưa? Trả giá. Trả giá chưa?
Dạ, đế là quán cuốn hả? Ghê vậy sao? Chấp hai kêu luôn ghê vậy sao? Ồ, mấy ông viewer này không hay nhát chữ lắm mà. Người ta không có nói đâu. Bơm tiểu cho hai bên chửi nhau chứ sao? Trời ơi, không chết kìa. Trời ơi, không chết luôn kìa. Ok, e dính nghe chết rồi. Chết rồi. Hay vậy, hay vậy. Quỷ này. KS ác thì chứ. Em đói à. Em đói à. Ok. Em đói em phải xin chứ em KS kiểu này. Tại anh AD hiền chứ gặp mấy anh AD nó tao xích đấm em. Nó anh không cứu đâu nha. Tại anh hiền đó. Chả con ghét à. Đỡ, 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 đỡ đấy. Lốc xoáy tử vong đang sẵn sàng. Chỉ chờ đợi nó xuống dưới 50% máu. Nhưng mà chả có ai xuống dưới 50% máu. Chả có ai. Này giết rồi. Oh, nice. Raven để cầm boomerang chứ phải cầm ghiều đâu. Xù luôn. Gì đâu mấy hai ơi, mấy pha đó bình thường à. Mấy hai ơi, mấy hai khen dữ. Khen dữ vậy ta. Chào cậu. Cái gì, sao quýt lộn rồi. Chị lộn đi. Sắp về cái quay ác thì cái quay gì nó về. Mãi về trong khi cái chợ nó có mắt nữa. Chứ chợ nó không có mắt thì bên kia nó cũng không dám lên đánh. Viết sắp mình về. Được không? Ta đã xử lý gì được không? Hết vị rồi, hết xử lý nổi. Tới vậy rồi, hết xử lý nổi. Phải là xử lý là hết tinh túy của con Saiya luôn, không còn gì nữa. Con Saiya anh thấy còn skin hoàng hôn gì đó. Bình minh vũ trụ, hoàng hôn vũ trụ vậy đó là nụt nhất xong tới skin này nè. Hai con anh thấy nụt. Giỡn hoài chơi ấy á. Xài vãi luôn. Biết gì dịch lòng cho rồi. Cái đó không hiểu ý nhau quá. Cái đó nếu mà kiểu đơ với Gakan hiểu ý nhau là không ai chết á. Vậy tại phải thì đơ nghĩ là Gakan nó gờ vô xong đúp ra đê luôn thì đơ để nó đúp xong đơ mới dịch long chắc là đê luôn bên kia nó lắm không kịp. Còn thằng này nó đúp AD xong rồi nó đúp nó ủi AD xong rồi đúp qua con Nami thì AD lát kịp. Xài chiêu không có không hiểu ý á. Chứ phải nó hiểu ý nó không mà chết. Phải nó tham cũng được, nó tham thì nếu mà giao tiếp thì sẽ xử lý tốt hơn. Không giao tiếp được thì 50-50. Mốt phải nó dịch long luôn. Giết thằng thôi.
Gơ vậy. Hãy tìm đỡ đánh kìa. Tìm đỡ đánh này. Nên là nhớ subscribe kênh cho tôi xin một subscribe nhé.